Sau một tuần nghỉ ngơi thì giờ đây, One Piece Chap 1089 đã chính thức xuất hiện những thông tin đầu tiên. Hãy cùng Jaylin xem đó là gì nhé! Trong Chap 1088 vừa rồi của manga One Piece, người đọc đã được Oda đưa đến những diễn biến cuối cùng của trận chiến trên đảo Hachinosu. Và kết quả là phe đầu đen toàn thắng, Kobe được giải thoát nhưng Gap đã bị Kuzan đóng băng. Quan trọng hơn hết là ở cuối chap, phe hải quân đã đặt chân lên đảo Aegis. Liệu sẽ có trận chiến nào xảy ra hay không? Hãy cùng Jaylin Channel xem qua spoiler của chap 1089 để biết được câu trả lời nhé. À, mà trước khi vào video, các bạn hãy ghé qua subscribe cũng như ủng hộ kênh mới của mình nhé. Hiện tại kênh JB Rocklock của mình đang làm những video về game, nên anh em nào thấy yêu thích thì qua ủng hộ mình với nhé. Trong những spoiler đầu tiên được tiết lộ về One Piece Chap 1089, ta sẽ thấy được cách mà thế giới One Piece phản ứng khi biết tin về trận chiến tại Hachinosu. Và tin tức Gap mất tích tại hòn đảo này đã khiến dư luận của thế giới One Piece bắt đầu xôn xao. Ngoài ra, vô số tin tức khác nhau về các thảm họa trong thế giới One Piece cũng dần xuất hiện. One Piece Chap 1089 cũng tiết lộ rằng vũ khí mà Aimu đã sử dụng để tiêu diệt Lulucia có tên là hỏa mẫu, Mother Flame. Sau khi bắn nát Lulucia, thứ vũ khí vẫn để lại một lỗ thủng khổng lồ trên biển. Mực nước xung quanh cái lỗ ấy cũng dần dần dâng cao. Sau đó, các spoiler cũng cho ta biết rằng Thánh Saturn, Kizaru và hàng loạt pháo đô đốc khác của hải quân đã đổ bộ lên đảo Aegis. Nhưng họ chưa tiến đánh phe mũ rơm vội. Thứ họ làm đầu tiên đó chính là lên kế hoạch để chặn mọi đường thoát trên hòn đảo này. Tại đây, một đoạn hồi tưởng có liên quan đến ba nhân vật là Vegapunk, Sentomaru và Kizaru xuất hiện. Cũng tại đây, ta đã thấy vệ tinh Vegapunk thứ 6 liên lạc với các ngũ lão tinh tại Marine Gale. Một lời thoại duy nhất của Zod được tiết lộ trong spoiler của One Piece Chap 1089 đó chính là hãy mau cứu ta thoát ra khỏi bàn tay của Luffy. One Piece Chap 1089 kết thúc bằng cảnh toàn bộ thành viên của băng mũ rơm xuất hiện trở lại và tiếp quản nội dung tiếp theo. Có một thông báo nhỏ rằng tuần sau One Piece sẽ tiếp tục được Oda cho tạm nghỉ, do đó là thời gian ăn lễ Obon tại Nhật Bản. Sẽ còn những thông tin tiếp theo về spoiler của One Piece Chap 1089 vào những ngày tới đây. Chính vì vậy mà các bạn hãy nhớ theo dõi Jaylin Channel nhé.